Rồi mọi người về Kiên Giang là phải mua cái can để mua xăng mà đủ sẵn, sẵn đi xăng. Chút nữa mình đi xăng với Lưng. Ừ. Chứ giờ bảo là mua xăng rất là khó. Đi đổ 20 ngàn, chạy vòng đi vòng về là hết 20 ngàn đó mọi người. Nay bà báo đi qua bên bển tới báo Lưng nữa nè. Rồi đi thôi mọi người. Tới cái xăng rồi anh em ơi. Xe bao đổ này cho mấy anh chạy luôn á. Em biết là chỗ khác á, xe đổ cho mấy anh 30 à. Xe em đổ đầy vậy đi. Ôi chào. Đi trên 3. Đi trên 3. 47. Rồi làm sao đây? Này chào mọi người, đây đi công tác đi mua xăng này. Bao nhiêu thì nhiêu, 200 cũng được. Dạ ok. Thời buổi giờ xăng khó khăn, cặp cái bình xăng đi tới đâu người ta cũng không chịu bơm nha. Dạ. Yeah. Có cô dễ. Rồi sớm ghé chỗ kia thôi, tôi chăm xe à. Dạ, rồi cảm ơn con. Rồi anh đi. Rồi chạy hồi qua tới nè, gặp Lưng nè. Rồi hello anh em. Và đợi Lưng lên đủ 1 ngàn sụp ở đây luôn. Lòng mau, có lòng mau mà. Ở chợ luôn mà, tầng luôn. Chờ tới, chờ tới. Một phút. Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Đây con đi. Mình cái bọc. Rồi. Đè. Bài lòng. Lộm. Hay lắm ba ơi. Ba ơi. Con đầu tiên lúc mình gặp nha anh em. Nè nè nè, đang thấy con. Bật cái lò lên, bật cái lò lên. Đây có biết ba đây. Rồi công tác chuẩn bị xong. Đây. Rồi chuẩn bị mình lên đường. Hôm nay đi săn cò nè, ban đêm. Chạy từ bển qua đây Lưng rước rồi chuẩn bị sẵn hết trơn rồi nè. Săn. Như săn đúng Lưng. Trong bình em còn. Còn không? Còn. Mình hồi nãy mình thủ cái can săn mà. Rồi đi để coi có phải có gì hay hay mình quay cho mọi người xem. Đi thôi.